Chuyện chiến lang ở rể chương 971, Viện Binh. Bốn người Lữ Dương và Trương Thiên Thiên đi theo vết tích đánh nhau trên đường, tiến thẳng vào hẻm núi, vừa vào đến nơi, bọn họ đã cảm nhận được sự chấn động kinh khủng ở phía trước. Mặc dù bây giờ Lữ Dương là người gác đêm số 0, nhưng anh ta cũng không phải là siêu cấp, kể cả lúc anh ta huấn luyện với mấy người chắc nhất mình cũng rất ít khi bộc lộ khả năng của mình, mà cuộc va chạm giữa Lê Văn Vân và Ngài mặc là trận chiến siêu cấp. Tiếng động rất lớn, đất trời và nguồn năng lượng phẫn nộ chấn động, đồng thời năng lượng quỷ đỏ dao động rất mạnh. Sung chấn khủng khiếp như vậy khiến cho bọn họ cũng cảm thấy hoảng sợ. Khốn khiếp, tên Lê Văn Vân kia là biến thái đấy à? Bọn họ nhích đến gần hẻm núi, sau đó lặng im nín thở bò lên trên ngọn núi, bốn người thấy được khung cảnh phía dưới, nhìn thấy người của Hồng Nguyệt, thấy cả Lê Văn Vân đang lấy một địch hai. Trương Thiên Thiên vốn định khuyên Lữ Dương không nên vội ra tay thấy vậy cũng ngậm miệng lại vì sau khi Lữ Dương thấy chuyện gì đang diễn ra thì không có vẻ gì là muốn xen vào cả. Không chỉ dựa vào mỗi tài năng trời cho mà Lữ Dương có thể trở thành người gác đêm số không, anh ta rất kiêu ngạo, nhưng đồng thời cũng biết tiến biết lùi. Lúc đó anh ta đến đây vì nghĩ trước kia Lê Văn Vân đã giết chết tiêm quỷ đỏ chỉ với sức mạnh của đỉnh cấp, anh ta cũng muốn đến xem thử, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy tiêm quỷ đỏ chiến đấu thì anh ta đã từ bỏ ý định đó, đồng thời anh ta cũng rất bất ngờ rốt cuộc tại sao lúc đó lê văn vân mới đỉnh cấp lại làm được chứ khoảng cách giữa hai người họ là quá lớn cuối cùng bọn họ cũng không vội vàng lao xuống mà nấp trong một cái hố trên đỉnh núi bốn cái đầu thò ra lặng lẽ theo dõi tình hình bên dưới họ nhìn thấy lê văn vân một đấu hai sau đó dần bị ép vào trong hẻm núi thấy mấy người hồng nguyệt kia dũng mãnh không sợ chết từng tên lần lượt lao về phía lê văn vân họ thấy một mình Lê Văn Vân đang liên tục vung đao vô danh và đao phá không lên, thấy từng tên ngã xuống đất, chất thành đống trước mặt Lê Văn Vân. Audio điện tử võ tấn bền Nhưng ngay cả như vậy thì những người của Hồng Nguyệt vẫn tiếp tục dũng mãnh lao đến, bọn chúng đang dùng mạng sống của mình để bào mòn nguồn sức mạnh của Lê Văn Vân. Quỷ đỏ và ngài mặc vẫn lạnh nhạt quan sát. Chết tiệt! Lão già mặc đồ đen kia chui từ đâu ra thế, sao lại ác vậy? Lữ Dương bất bình chửi. Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Trương Thiên Thiên nghiêng đầu hỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn Lê Văn Vân sẽ không chịu đựng nổi đâu. "Chúng ta vào đây cũng phải khoảng gần nửa giờ rồi, chắc hẳn những người khác đang trên đường tới tiếp viện." Lữ Dương bình tĩnh phân tích, không thể cứ để Lê Văn Vân ở dưới đó tiêu hao như vậy được, còn cả lão già mặc đồ đen với quỷ đỏ cực kỳ bất thường kia nữa, chỉ sợ là ngoại trừ Lê Văn Vân thì không ai có thể giải quyết hoàn toàn bọn chúng được, chúng ta phải nghĩ cách kéo dài thời gian. Người đàn ông bên cạnh thở dài nói, đại ca à, bên kia có ít nhất ba tên siêu cấp đó. Còn lại đều là sát thủ thẻ đỏ của Hồng Nguyệt. Lữ Dương liếm môi đáp, đội hình như thế mới xứng đáng với thân phận số không của ông đây chứ, cậu sợ chết à? Sợ, người kia trả lời. Dám chết không? Lữ Dương lại hỏi, dám, anh ta lại nói. Không hổ là anh em của ông đây, đội 11.762 có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng làm được, chúng ta không thua kém gì bọn họ, chỉ là trẻ hơn mấy tuổi mà thôi. Lữ Dương nói xong, rút một cây thương dài từ phía sau ra. Cây thương dài này chính là cây thương mà đem đã từng sử dụng, vũ khí phổ thượng đứng thứ ba, thương long. Trước kia sau khi Lê Văn Vân giải quyết xong đem, những người gác đêm đến dọn dẹp chiến trường, mà cây thương long tất nhiên đã bị chắc nhất minh mang đi, sau khi lấy về thì bị Lữ Dương nhắm tới. Với tư cách là người gác đêm số 0, chắc nhất mình cũng rất hào phóng đưa cây thương cho anh ta. Anh ta rút thương dài ra, đôi mắt lạnh lẽo nói, yên tâm đi, dù có chết thì cũng là ông đây chết trước mặt các người, thấy hẻm núi đằng sau kia không? Đi cùng tôi đi, cùng đập nát mông chúng, giảm bớt áp lực cho Lê Văn Vân nào. Đã rõ, ba người khác rút xong đao sau lưng ra. Sau đó, Lữ Dương cầm thương lao thẳng xuống núi, ba người khác cũng theo sát phía sau. Bốn bóng đen gào thét sông đến. Tiếng hét lớn của anh ta thu hút sự chú ý của rất nhiều người, quỷ đỏ cũng theo bản năng nhìn sang, vẻ mặt ngài mặc chỉ hơi thay đổi một chút, trên mặt lộ ra tia chết chóc. Nếu như người của đội tiên phong khác đến, vậy thì, đợi khi bọn chúng tập hợp đầy đủ, ông ta sẽ chôn toàn bộ ở chỗ này. Bây giờ Lê Vân Vân đã tốn khá nhiều sức, ông ta và tiêm quỷ đỏ cũng có thể tạm thời chặn Lê Vân Vân, còn người ngoài cuộc sẽ bắt đầu một mình giết chóc. Hả, sao lại chỉ có bốn người? một lúc lâu sau ngài mặc mới nhíu mày nói. Bùi nghênh tùng vội vàng đến bên cạnh ông ta, nhìn bốn người đằng xa đang lao đến, nói, người chạy đầu tiên là Lữ Dương, là người kế thừa của Lê Văn Vân, hiện tại cũng đang là người gác đêm số 0, sức mạnh đã gần đạt đến siêu cấp vô hạn rồi. E rằng còn mạnh hơn Lâm Thiếu Hoa mấy phần, người gác đêm số 0, ngài mặc sờ cầm nói, chưa lên siêu cấp, dù sao cũng có ít người, ông với ảnh tử cử mấy tên đỉnh cấp lên giải quyết bọn chúng đi bùi nghênh tùng gật đầu nói vâng trả lời xong ông ta hưng phấn nói hai người gác đêm số không bị chúng ta giết chết chỉ trong một ngày đáng để đền đáp cho sự hy sinh của những người kia hai người đó đều là thiên tài nhưng sau này rất có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho ngài ảnh tử nói xong ông ta gọi ảnh tử đứng bên cạnh vẻ mặt ảnh tử hơi thay đổi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người đang lao tới cách đó không xa rút hai con dao găm ra nhìn ảnh tử đang xông tới nhìn hơi thở siêu cấp phát ra từ người đó trong mắt lữ dương lóe lên sự hưng phấn một thương đâm đến keng hai con dao găm của ảnh tử vượt qua cây thương sắc mặt anh ta trầm xuống trong chớp mắt đó hơi thở của lữ dương bùng nổ lối chơi của anh ta đại khái là kiểu mở rộng và áp sát anh ta múa cây thương long mạnh mẽ đầy sức gió trong khoảnh khắc đối đầu với siêu cấp mà anh ta lại không rơi vào thể yếu đây chính là người gác đêm số 0 mỗi một thế hệ người gác đêm số không ở hoa hệ đều là con cưng của trời. Đây là siêu cấp ấy hả? Lữ Dương khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối đầu với siêu cấp, không lùi lại mà tiến lên. Ba người khác tiếp tục xông đến hẻm núi phía sau, họ muốn tạo một lỗ hổng cho Lê Văn Vân, ít nhất cũng phải đưa Lê Văn Vân ra khỏi vòng vây trước. Nhưng đường của bọn họ đã bị ngăn chặn, Bùi Nghênh Tùng không chọn đi tìm Lữ Dương, ông ta là người cẩn thận, ông ta sợ nếu đánh với Lữ Dương thì có thể sẽ bị Lữ Dương giết chết, vậy nên ông ta giao lữ dương cho ảnh tử. Ông ta không sử dụng linh dược để tạm thời lên siêu cấp, bản thân ông ta cũng là một trong những người đỉnh cấp mạnh nhất, cũng có thể ngăn những người khác lại. Trong hẻm núi, trận chiến đã đến hồi gai cấn, khắp người Lê Văn Vân đều là máu tươi đang không ngừng chảy xuống, những vết thương này không chết người, mà trước mặt anh, thi thể của những người Hồng Nguyệt đã chồng chất lên nhau, anh đã giết tầm 40-50 người rồi, nhưng những người khác vẫn cứ sông lên như che già măng mọc vậy anh bị mắc kẹt trong khe núi nhỏ hẹp, nhưng ánh mắt anh vẫn chưa từng thay đổi, kiên định và tràn đầy vẻ chết chóc. chương 972, Bạo Phát, Tân Tử Cuồng Dũng. Ở khu vực 46, người của đội quân tiên phong đang liên tục tụ tập về hướng này, bọn họ từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy đến đây. Lúc này rất nhiều người đang tập trung ở nơi tín hiệu của Lê Văn Vân biến mất. Bọn họ không liều lĩnh lao vào như Lữ Dương mà dự định đợi phần lớn mọi người đến đủ mới từ từ đi vào. Bọn họ tin rằng Lê Văn Vân có thể kéo dài thời gian. Nếu như vào riêng lẻ có thể sẽ bị hạ gục từng người một. Lúc này đã có hơn 30 người tập trung ở ngoài, Trần Tiêu và Cố Bạch, Doãn Nhu và Trương Vãn Hà cũng đã tới đây. Ngoài ra tất cả thành viên của đội phó Vũ đều đã có mặt. Vì Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết phải sắp xếp cho những người bị thương và hai đứa trẻ nên đến khá muộn. Tranh thủ thời gian đi cứu trợ đi, mấy người còn đợi ở đây làm gì thế hả? Cố Bạch vừa đến đã nhanh chóng nói: "Bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, tôi nghĩ chúng ta cần phải đến hẻm núi giúp trước." Phó võ nhíu mày nói: "Bây giờ chúng ta mới có hơn 30 người, nếu như đối phương có mai phục thì mấy người chúng ta vào chẳng khác gì đi chịu chết cả." "Tôi đề nghị đợi thêm một lát nữa, đợi có nhiều người hơn thì vào sau." "Mẹ nó, đợi mấy người đến thì có khi đại ca của chúng tôi đã chết trong đấy rồi." Cố Bạch mắng một câu. Sau khi Trần Tiêu đến nơi, anh ta liếc nhìn tất cả mọi người. Không nói gì mà đi thẳng qua mọi người, theo dấu vết chạy vào trong khe núi. Đối với Trần Tiêu thì anh ta không thèm quan tâm đến cái chiến thuật gì đó của mấy người gác đêm kia. Anh ta chỉ biết là bây giờ Lê Văn Vân đang gặp nguy hiểm, anh ta muốn đến giúp anh, cho dù có phải chết đi nữa. Còn đối với Lê Văn Vân, bây giờ anh ta đã quyết trung thành với anh, vốn dĩ anh ta nghĩ rằng không thể nào báo thủ đem được, Lê Văn Vân đã giết chết giúp anh ta ở một mức độ nào đó. Lê Văn Vân đã cho anh ta cuộc sống thứ hai, vì người này, anh ta nguyện ý xông pha khói lửa. Còn về nguy hiểm phía trước thì sao? Sẽ chết trong đó à? Anh ta không quan tâm, anh ta đã từng chết một lần rồi. Sau khi Doãn Nhu và Trương Vãn Hà nhìn thấy Trần Tiêu sông lên cũng không nghĩ thêm gì nhiều mà nhanh chóng đuổi theo. Phó Vũ thấy vậy, nghiến răng nói, chết tiệt, hôm nay chết thì chết. Anh ta ra lệnh cho một người, anh ở lại đây, đợi những người khác đến thì tập trung tất cả bọn họ lại rồi mới vào, còn tất cả những người khác vào trong hẻm núi cùng tôi. Nhớ kỹ nếu như có mai phục thì tất cả mọi người vừa đánh vừa rút lui, cố hết sức kéo dài thời gian, rõ chưa? Những người khác gật đầu, sau đó hơn 30 người nhanh chóng đuổi theo mấy người trần tiêu. Trong hẻm núi vô cùng thê thảm lạ thường, trước mặt Lê Văn Vân đậm đặc mùi máu tanh, trên người anh cũng dính đầy máu tươi, thậm chí anh đã có chút tê dại, liên tục phung đào đã khiến anh tiêu hao cực kỳ nhiều năng lượng. Ngài mặc ở một bên thấy vậy, chậm rãi thở dài nói, gần được rồi. Ông ta hét lớn một tiếng, nói tất cả người của Hồng Nguyệt, ra ngoài đi, giao lại cho tôi và Hồng Chủ. Những người Hồng Nguyệt vẫn đang sông lên phía trước như được đại xá, bọn họ nhanh chóng rút lui. Sợ chết ư, ai mà chẳng sợ chết chứ. Nhưng lúc nãy bọn họ không còn lựa chọn nào khác, có tổng cộng hơn 200 người mà bây giờ chỉ còn một nửa, phần lớn đã chết trong khe núi, máu tươi chảy đầy đất. Bên trong, lê văn vân dẫm lên xác chết thở hổn hển từng hơi chém đầu gần trăm người những người này đều là cao thủ cao cấp trở lên tiêu tốn khá nhiều năng lượng của anh trên tay phải anh phần xương cốt đã nhanh chóng bị anh hấp thụ hết lê văn vân thở phào một hơi anh nhướng mày nhìn về phía ngài mặc và tiêm quỷ đỏ ở đằng xa từ từ thở phào sau đó lại dơ đao lên lúc này cả cơ thể lê văn vân dính đầy máu đỏ nhìn có chút kinh hãi nhóc con sao thế, tiêu tốn nhiều rồi. Hôm nay dù là cậu hay tên nhóc Lữ Dương đều phải chết ở đây. Ngài mặc liếm môi nói, hai thiên tài à, các cậu tài giỏi như vậy, cũng có thể nói là trăm năm hiếm có, nhưng bây giờ đúng là sinh đúng thời, có tận hai người. Nhưng thiên phú của các cậu lại không thể phát huy hết, tôi rất háo hức muốn biết sau khi các cậu chết thì chắc nhất mình sẽ phản ứng như thế nào, liệu ông ta có vùng cây đao quan trọng đó không, sau khi ông ta vùng đao thì người gác đêm sẽ đi về đâu đây ông có phải người không lê văn vân từ từ thở một hơi trong đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn ngài mặc ngài mặc sướng sờ lê văn vân cứ như tự hỏi tự trả lời nói ông không phải ông chỉ là một con chó của mấy con tiêm quỷ kia nô lệ của bọn chúng thôi cho nên ông đáng chết vút vừa dứt lời chân khí của lê văn vân lại bộc phát cả người di chuyển nhanh như tia chớp sông về phía ngài mặc đồng thời hét to song kiếm lưu thu vũ chạm trong chớp mắt lê văn vân nổi giận anh bất chấp kéo dài thời gian giải phóng toàn bộ chân khí của mình ra ngoài anh muốn nhanh chóng hạ gục hai người kia vì bốn người lữ dương đang bị cuốn vào những trận chiến khó khăn lữ dương rất mạnh còn mạnh hơn lê văn vân lúc ở độ tuổi anh một chút nhưng thời gian anh ta gia nhập người gác đêm vẫn còn quá ngắn rốt cuộc anh ta cũng chỉ là một cao thủ đỉnh cấp thôi đối đầu với siêu cấp cũng phải cố hết sức lúc lê văn vân còn là đỉnh cấp đã đánh nhau với siêu cấp ở khu tội ác anh đối đầu với thánh chủ khu tây nếu như không phải đột phá trong lúc chiến đấu thì anh đã chết rồi chết đi tốc độ của ảnh tử quá nhanh cứ như anh ta thật sự là một cái bóng vậy không ngừng di chuyển bốn phía xung quanh lữ dương lối đánh vừa mở vừa áp sát của lữ dương cũng có hại trên người anh ta đã có khá nhiều vết thương lúc này tốc độ của ảnh tử bỗng thay đổi cả người xuất hiện sau lưng lữ dương đâm thẳng một dao vào bụng lữ dương a à, lữ dương hét to thương dài quét qua nhưng đúng lúc đó, ảnh tử nhanh chóng lùi lại phía sau, khóe miệng anh ta lộ ra tia ác độc, cười nói, người gác đêm số không của hệ hoa cũng chỉ có như thế thôi. Đại ca, bên cạnh, ba người khác cũng bị thương, nhưng khi nhìn thấy cảnh đó bọn họ gần như phát điên. A! À, Trương Thiên Thiên nổi giận hét lên một tiếng, khí thế đột nhiên tăng lên rất nhiều. Trong chớp mắt, anh ta không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp bạo phát tần tử cuồng dũng. Phía xa, Lê Văn Vân thấy vậy, sắc mặt đại biến. Anh đẩy khí thế lên cực điểm, nhưng lúc này, tiêm quỷ đỏ đánh về phía anh, quấn lấy Lê Văn Vân chặt chẽ, hai người hợp lực khiến Lê Văn Vân không thể thoát ra được. Phụt! Cả cơ thể Lữ Dương lùi về phía sau, quần áo người gác đêm của anh ta đã bị chém rách, cây thương dài trống trên mặt đất, một tay ấn chặt vào nơi mới vừa bị đâm một dao, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Tôi, Lữ Dương, là người gác đêm số 0, nhớ kỹ đấy, cho dù như vậy, lời nói tàn nhẫn của anh ta vẫn không ngừng lại đồng thời từ trên người anh ta, khí thế bắt đầu dâng lên, tần tử cuồng dũng, bộc phát. chương 973, ông đây mới là người gác đêm số 0. Khí thế của Lữ Dương đang không ngừng tăng lên, anh ta nhìn ảnh tử chằm chằm, lông mày ảnh tử nhíu chặt lại. Lúc này, anh ta cảm nhận được khí thế của Lữ Dương đang tăng lên, thậm chí có lúc như đã đạt đến siêu cấp vậy. Cậu ta sắp đột phá rồi, ảnh tử, đừng đùa nữa, mau giải quyết cậu ta đi. Bên cạnh, ngùi nghinh tùng lớn tiếng quát. đúng vậy, giờ khắc này trên người lữ dương khí thế đang liên tục quanh co dưới áp lực sống chết anh ta đã bạo phát tần tử cuồng dũng, mà khí thế của anh ta đang không ngừng tăng lên. đúng vậy, trong giây phút quan trọng này lữ dương đang đứng bên bờ vực của cái chết, anh ta không ngừng đột phá lên vị trí siêu cấp. sắc mặt ảnh tử thay đổi, anh ta không dám trần trừ thêm nữa, chân khí trên người lại bộc phát, lao đến chỗ lữ dương. hơi thở của lữ dương vẫn không ngừng sáng lên anh ta ngẩng đầu nhìn về phía ảnh tử đang sông tới, miệng nhếch lên cười, ông đây. Siêu cấp, vừa dứt lời, hơi thở trên người anh ta ngừng lại, ổn định ở siêu cấp, sau đó anh ta từ từ giơ cây thương dài lên. Trong chớp mắt, chân khí của anh ta đã hoàn toàn tập trung vào cây thương dài. Nhớ kỹ, tên của tao là Lữ Dương, chính là người gác đêm số 0. Lữ Dương nhếch miệng cười khúc khích, cây thương dài trong tay anh ta lập tức ném ra lúc này chân khí trong cơ thể anh ta đã hoàn toàn gửi vào cú ném đó anh ta liếm môi nói đây là chiêu thức tôi tự nghĩ ra trường thương mang theo tất cả lao ra dùng tốc độ nhanh đến cực hạn tuyết và cỏ dại trồng chất trên mặt đất lập tức bị gió thổi tung lên cuốn đến chỗ ảnh tử bên cạnh lê văn vân và những người khác đều sững sờ tên này thật là không tầm thường trong lòng lê văn vân khá bất ngờ đúng vậy anh ta thật sự dám dùng loại chiêu thức đó hơn nữa nó còn do anh ta tự nghĩ ra, hơi đáng sợ đấy. Tất cả chân khí của cơ thể đều tích tụ hết vào một đòn này, anh ta nhờ đứng giữa ranh giới sinh tử đã khó khăn miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn siêu cấp, lại còn sử dụng cả chiêu thức khủng khiếp như vậy. Ảnh tử cố gắng tránh đi, nhưng anh ta phát hiện bản thân mình đã bị khóa chặt tại chỗ. Tốc độ của trường thương quá nhanh, nhanh đến nỗi anh ta không thể nào ngăn chặn được. Keng, cây trường thương xuyên thẳng qua bụng của anh ta hơn nữa còn không giảm lực mà cắm vào một tảng đá lớn, tảng đá keng một tiếng rồi nứt ra. Ảnh tử kinh ngạc nhìn các lỗ trên ngực, anh ta rất muốn dùng sức nhưng vừa đi về trước được hai bước thì cả người liền ngã quỵ xuống, sau đó trợn tròn mắt đổ dạp trên mặt đất. Ảnh tử đã bị giết chết trong chớp mắt. Lữ Dương không thể đứng vững, cơ thể anh ta lảo đảo, khinh thường nói, đã xong. Sau đó, anh ta đưa mắt sang nhìn quỷ đỏ và ngài mặc đang chiến đấu với Lê Văn Vân, nói ông đây là số 0. Phụt. Nói xong, cả người anh ta trực tiếp ngã thẳng xuống đất. Sắc mặt Ngài Mặc hơi thay đổi, ông ta không ngờ đến lúc này mà Lữ Dương vẫn có thể tung ra một đòn khủng bố như vậy. Ông ra hét to ra lệnh, giải quyết thằng nhãi đó cho tôi. Tất cả những người của Hồng Nguyệt còn sống đều xông tới chỗ Lữ Dương. Mẹ nó, ai thử động vào anh ta xem." Lê Văn Vân gào to, anh muốn đến gần Lữ Dương. Nhưng Tiêm Quỷ Đỏ và Ngài Mặc hoàn toàn không cho anh bất cứ cơ hội nào hai người bao vây lê văn vân chặt chẽ vì mọi thứ đang hô hấp trong nháy mắt đó từng tiếng hò hét vọng ra từ trên hẻm núi đồng thời trên hai bên dãy núi từng hình bóng màu đen hai tay cầm xong kiếm nhanh chóng đánh xuống dưới doãn nhu và trần tiêu là hai người siêu cấp sông lên trước ngay đằng sau là cố bạch phó vũ một nhóm đỉnh cấp đánh tới ngài mặc liếm môi nói vẫn còn mấy tên muốn tìm cái chết nói xong ông ta quát quỷ đỏ hồng chủ Lê Văn Vân giao cho ông, tôi đi giải quyết những người kia trước. Tiêm Quỷ Đỏ như nghe hiểu lời ngài Mặc nói, nguồn năng lượng trên người ông ta bắt đầu dâng trào ngày càng mạnh mẽ, giơ tay ra muốn lôi Lê Văn Vân lại. Tần Tử Cuồng Dũng. Trong chớp mắt, Lê Văn Vân, người đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng không hề nghĩ nhiều mà trực tiếp mở trạng thái Tần Tử Cuồng Dũng. Bà Loan, không hành động bây giờ thì đợi đến khi nào nữa? Lê Văn Vân nổi giận quát một tiếng, Hồng Mai Quế, Phó Vũ ngăn bùi nghinh tùng lại cho tôi. Bên dưới, vẻ mặt bùi nghinh tùng thay đổi, ông ta nhìn về phía bà Loan và Hồng Mai Quế vẫn chưa từng di chuyển. Khuôn mặt ngài mặc hơi biến đổi, bà Loan, bà định phản bội sao? Bà Loan thở dài một tiếng, nói, sự phát triển của Hồng Nguyệt không phải là như thế này, ông đã khiến Hồng Nguyệt đi theo con đường sai lầm rồi. Bà Loan thở dài tiếp, sau đó giờ ba tong của mình lên, chỉ vào ngài mặc nói, lão mặc, tôi thừa nhận tôi không phải là đối thủ của ông, nhưng có thêm hai người này bọn tôi cùng nhau ngăn cản ông thì không thành vấn đề ngài mặc biến sắc chỉ trong chốc lát khi ngài mặc còn chưa bình tĩnh lại thì doãn nhu trần tiêu đã đến trước mặt ông ta kết hợp cùng với bà loan ba người siêu cấp cùng ngăn ông ta lại bùi Ninh tùng không tài nào ngờ được bà loan và hồng mai quế đã phản bội ông ta vào đúng lúc quan trọng nhất ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía hồng mai quế đang cười tủm tỉm nhìn mình nghiến răng nói hồng mai quế cô muốn làm gì cô thật sự đầu nhập vào người gác đêm ư, thủ lĩnh à, xem ông nói kìa. Hồng Mai Quế đứng trước mặt Bùi Nghinh Tùng nói, hợp tác, ông có biết hợp tác là gì không? Tôi đang hợp tác với Lê Văn Vân mà. Hơn nữa, ước mơ của tôi là được ngủ với Lê Văn Vân một lần, à không đúng, là 10 lần. Cô ta sờ đôi môi đỏ mọng của mình nói, tôi còn chưa được ngủ cùng anh ấy, cứ mặc kệ anh ấy chết ở đây thì sao người ta nỡ được. Cô đúng là con chó cái. Bùi Nghinh Tùng quát to một tiếng, ông ta lấy một viên thuốc ra rồi bỏ luôn vào miệng. Thủ lĩnh, để tôi khuyên ông một câu, đừng có đánh nữa, nếu không chân khí dao động quá nhiều sẽ khiến độc tố tích tụ lại, sẽ chết đó. Hồng Mai Quế cười khúc khích nói, Hồng Mai Quế là một bậc thầy chuyên dùng độc. Bùi nghênh tùng biến sắc, sau đó lạnh lùng nở nụ cười, nói, đúng là người đàn bà lòng dạ rắn rết, cô nghĩ những thứ độc đó của cô có tác dụng với tôi sao? Cô dám phản bội Hồng Nguyệt, dám phản bội chủ nhân, Hôm nay cô chắc chắn sẽ phải chết. Bùi nghênh Tùng, đúng lúc này, tiếng quát đầy giận dữ vang lên, Phó Vũ lao tới đầy sát khí. Ở một bên khác, khí thế của Lê Văn Vân đang không ngừng tăng lên, thực tế là anh đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, tần tử cuồng dũng khiến cho chân khí của anh cũng có giới hạn nhất định. Anh nhìn quỷ đỏ đứng trước mặt, từ từ thở ra một hơi, nói, đây không phải là nơi mà bọn tạp chủng bọn mày có thể đến. Mày, đáng chết chương 974, tôi ngủ một lát. Tần tử cuồng dũng bộc phát, trong tay Lê Văn Vân vẫn còn hai khối xương rồng, trong giây lát tất cả đều dung hợp vào cơ thể anh. Lúc hai khối xương rồng dung hợp vào cơ thể, Lê Văn Vân chỉ cảm thấy trong thân thể vang lên tiếng lạch cạch, cứ như thân thể đang biến đổi, chân khí tràn đầy trong người bắt đầu trào ra. Lê Văn Vân lập tức cảm thấy mình đã thay đổi, chính thức vượt qua bậc siêu cấp. Đôi mắt anh nhìn tiêm quỷ đỏ đứng trước mặt. Chết đi, trong mắt Lê Văn Vân thoáng qua một tia lạnh lẽo, ngay sau đó, đao trong tay anh đột nhiên chém tới. Chân khí mạnh mẽ, tiêm quỷ đỏ phát ra những tiếng thét quái dị, cứ như là đang sợ hãi, nguồn năng lượng trên người bắt đầu dao động, thanh trường kiếm hình trụ màu xanh vung ra, trường kiếm va chạm với thanh đao vô danh của Lê Văn Vân. Keng! Một luồng sóng khí nóng rực lập tức tuôn trào, cả thân thể Lê Văn Vân hoàn toàn áp chế tiêm quỷ đỏ, ngay sau đó tiêm quỷ hung hăng đánh vào tảng đá gần đó. Tiêm quỷ đỏ bay ngược lại, Lê Văn Vân lại nhanh chóng nhào đến, trong tay có song đao, sử dụng chiêu Thu Vũ Trảm. Đòn đánh của anh có tốc độ cực kỳ nhanh, tiêm quỷ đỏ khó khăn chống đỡ. Thân thể Lê Văn Vân vẫn đang biến đổi, trong người anh thi thoảng lại phát ra âm thanh lạch cạch. Quỷ đỏ bị Lê Văn Vân liên tiếp đánh cho lui lại, trên người cũng bị Lê Văn Vân đâm cho nhiều nhát. Dù vậy nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng, những chỗ Lê Văn Vân đâm vào đều không phải vị trí quan trọng dường như quỷ đỏ cảm thấy mình không thể ngăn chặn được, cứ tiếp tục chắn chắn sẽ phải chết. Đột nhiên ông ta phát ra một tiếng thét kinh trời. Sắp tự nổ rồi. Lê Văn Vân biến sắc, quát lớn, tất cả mọi người mau nằm xuống. Cùng lúc đó Lê Văn Vân nhanh chóng lùi lại phía sau, đằng xa, kể cả người gác đêm hay người của Hồng Nguyệt đều lập tức nằm xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, ngài mà cảm thấy mọi chuyện không ổn, nhân lúc mấy người doãn nhu rút lui nằm dạp trên đất, ông ta nhanh chóng chạy trốn khỏi hẻm núi. Khí thế của lê văn vân vừa nãy đã khiến ông ta sợ hãi đó chính là khí thế của một kẻ đã vượt qua cấp bậc của ông ta hơn nữa quỷ đỏ đã tự hủy điều đó có nghĩa là quỷ đỏ cảm giác mình hoàn toàn không thể đối phó với lê văn vân cho nên ông ta đã trực tiếp chạy trốn quỷ đỏ tự hủy giống như một viên đạn pháo những tia màu vàng bắn ra giống như những viên đạn dày đặc mà khổng lồ tiêm quỷ tự nổ là chuyện bình thường đối với những người gác đêm một khi bị những thứ màu vàng đó bắn chúng thì sức xuyên phá sẽ cực kỳ mạnh cây súng bắn tỉa của Lý Thu cũng được chế tạo theo nguyên lý này. Nhưng yêu cầu về đạn lại khá cao. Hơn nữa vụ tự hủy này cũng có khuyết điểm, đó là phần lớn sẽ bị bắn ra khắp nơi, chỉ cần bạn nằm xuống một cái hố thì khả năng cao là sẽ tránh thoát được. Lê Văn Vân đập xuống mặt đất tạo thành hố, cả người nằm xuống đất. Sau khi cơn mưa vàng tan đi, hai ngọn núi xung quanh đã bị bắn chi chít lỗ. Cùng lúc đó, Lê Văn Vân lảo đảo đứng lên, cả người anh có chút cảm giác vô lực di chứng của tần tử cuồng dũng lại bắt đầu tái phát. May là ngài mặc đã chọn chạy trốn vì hoảng sợ, nếu như ông ta vẫn còn ở đây thì anh chỉ sợ là không còn sức để chiến đấu với ông ta nữa. Đương nhiên trận chiến này anh là người chiến thắng, ngài mặc sẽ bị mấy người khác ngăn lại, sau đó mấy người gác đêm khác hỗ trợ, đợi đến khi Hoàng Thi Kỳ đến, muốn trốn bốn người siêu cấp thì cũng sẽ rất khó khăn. Lúc cơn mưa màu vàng biến mất, tất cả mọi người nằm trên đất đều bắt đầu đứng lên. Bùi Nghênh Tùng cũng không nghĩ nhiều, trước tiên phải trốn khỏi đây trước đã. Ông định đi đâu thế? Cùng lúc đó, Doãn Nhu và Trần Tiêu cùng phản ứng cực kỳ nhanh, trực tiếp chặn Bùi Nghênh Tùng lại. Bà bà, bà thật sự muốn đứng nhìn bao năm phát triển của Hồng Nguyệt kết thúc ở đây sao? Bà bà, cứu tôi với! Bùi Nghênh Tùng lớn tiếng gào thét, ông ta biết rõ rằng lúc này ông ta không còn cơ hội nữa. Lần trước ông ta bỏ chạy vì lấy cớ là giúp Lê Văn Vân mở chiếc hộp bí mật, Cuối cùng tính kế Lê Văn Vân một lần, còn lần này chắc chắn Lê Văn Vân sẽ tuyệt đối không cho ông ta cơ hội như vậy nữa. Cho nên ông ta muốn xin sự giúp đỡ của bà Loan. Bà Loan thở dài một tiếng, nhìn Bùi Nghinh Tùng nói, vừa nãy, ông không xem những người của Hồng Nguyệt là người, để họ đi chịu chết như những con súc vật, tôi đã quyết định tuyệt đối sẽ không giúp ông, trước kia tôi đồng ý thành lập Hồng Nguyệt không phải là để Hồng Nguyệt phát triển thành cái dạng này, Hồng Nguyệt như vậy, biến mất cũng đâu có sao vẻ mặt bùi nghinh tùng hiện lên nét tuyệt vọng, người của Hồng Nguyệt lại tràn đầy sợ hãi. Phá vòng vây đi, có người lớn tiếng quát. Bây giờ chỉ có tầm 30 người thuộc người gác đêm, bọn chúng còn khoảng 80-90 người, nếu như là phá vòng vây thì còn có cơ hội. Đúng lúc đó, bọn chúng nhìn thấy xa xa trên hẻm núi, từng bóng đen nhanh chóng chạy về phía này, dẫn đầu là một người phụ nữ, trên tay cầm theo thanh đao màu xanh lam. Chính là Hoàng Thi Kỳ, cuối cùng quân tiếp viện của người gác đêm cũng đến. Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết xông thẳng đến trước mặt Lê Văn Vân, nhìn cả người Lê Văn Vân đẫm máu, trong mắt Hoàng Thi Kỳ tràn ngập phẫn nộ, cô ta đột nhiên nhìn về phía Bùi Ninh Tùng. Lúc này, cả người Lê Văn Vân không thể điều khiển nổi một chút chân khí nào. Vừa rồi anh vẫn luôn nghiến răng kiên trì, bây giờ mọi người đã đến, chân khí của anh đã hao tổn quá nhiều, cộng thêm sự suy yếu sau khi sử dụng tần tử cuồng dũng, anh đã sắp không gắng gượng nổi. Lữ, Lữ Dương, Lê Văn Vân cố gắng giơ tay lên, chỉ về phía khác lữ dương đang nằm dạp trên mặt đất không biết là còn sống hay đã chết phạm nhược tuyết biến sắc cô nhìn xung quanh rồi quay sang nói với hoàng thi kỳ cô qua xem lê văn vân đi tôi qua bên kia xem xem cô nhanh chóng đi về phía lữ dương cũng có mấy người khác bắt đầu đến giúp đỡ còn những người gác đêm khác đang khống chế đám người hồng nguyệt khi tất cả mọi người đã vào trong hẻm núi nhìn mọi chuyện đang diễn ra khiến họ cảm thấy bàng hoàng trong hẻm núi có đầy xác chết chất trồng thành núi, máu tươi chảy ra từ đó, toàn bộ hẻm núi đều có mùi máu tanh tươi. Thằng nhóc này, phó vũ hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía người của Hồng Nguyệt nói, tất cả nghe lệnh, giết hết người của Hồng Nguyệt, không sót một ai. Trong lòng anh ta đang cực kỳ tức giận. Hai thế hệ người gác đêm số không đều đã ngã xuống ở đây, sự tức giận trong lòng anh ta chỉ có chính anh ta mới rõ. Hơn nữa, bây giờ vẫn chưa biết liệu Lữ Dương còn sống không sắc mặt bà loan hơi thay đổi bà ta vội vàng lớn tiếng nói lê văn vân cậu có thể nghe tôi một lần tha cho những người đó một mạng được không bọn họ cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh mà thôi thủ lĩnh vẫn là bùi nghinh tùng hãy nể mặt tôi lần này đi lê văn vân chậm rãi thở phào lần này có thể chiến thắng bà loan chính là điểm quan trọng nhất nếu như bà ta không ngăn ngài mặc lại thì dựa vào hai người doãn nhu và trần tiêu nếu muốn ngăn một mình ngài mặc cũng cực kỳ khó khăn hơn nữa bà ta nói cũng đúng phần lớn những người này chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi. Lê Văn Vân nhìn Phó Vũ, bình tĩnh nói trước tiên bắt sống đã. Tôi, Phó Vũ cao mày, nhưng nếu Lê Văn Vân đã nói vậy thì anh ta cũng chỉ có thể gật đầu, sau đó đổi giọng, nói, bắt sống lại. Nghe vậy, Lê Văn Vân mới thở phào, cả người đều dựa vào người Hoàng Thi Kỳ. Anh, sao lại thi triển tần tử cuồng dũng nữa thế? Hoàng Thi Kỳ cười gượng nói, tôi, ngủ một lát, Lê Văn Vân cười nói, sau đó dựa vào vai Hoàng Thi Kỳ, ngủ thiếp đi. Anh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Chương 975 hạ màn. Lê Văn Vân đã một mình cầm cự chiến đấu ở nơi này suốt 2 giờ đồng hồ, cơ thể anh thật sự sắp nứt toạc ra rồi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh vốn đã không nghỉ ngơi gì suốt cả đêm, từ lúc mưa sao băng bắt đầu rơi xuống, anh lập tức chạy một mạch từ Lâm Hải đến biên giới phía bắc, sau đó lại chạy xuyên đêm tới khu 46, giờ phút này, anh thật sự rất rất mệt. Anh không biết anh đã ngủ trong bao lâu, nhưng thời điểm anh tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng phủ toàn màu trắng. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy bên cạnh chiếc giường bệnh anh đang nằm, còn có một người bị băng kín như xác ướp đang nằm bên đó. Nơi đây chắc chắn là một bệnh viện, sau khi ngủ thiếp đi, anh đã bị đưa đến bệnh viện này. Mặc dù không hứng phải bất kỳ vết thương chí mạng nào, nhưng trên người Lê Văn Vân thật sự không hề ít vết chém của đau thương, Lê Văn Vân nhìn nhìn người mình, lúc này hầu hết miệng vết thương đều đã được khâu lại và băng bó cẩn thận. Ngoài cửa sổ, sắc trời đã đen kỳ từ bao giờ, bầu trời biên giới phía bắc rất sáng, mặc dù đã là tháng 10, nhưng trên trời vẫn còn rất nhiều vì sao lơ lửng. Bên ngoài, có tiếng nói chuyện đang không ngừng truyền vào. Ừm, không thành vấn đề, bọn họ đều thi triển tần tử cuồng dũng, nhưng cũng may là hầu hết vẫn còn sống. Giọng nói hoàng thi kỳ vang lên bên ngoài phòng bệnh, nhưng mà Lữ Dương đã bị thương nặng cần phải điều trị một thời gian nữa, Lê Văn Vân thì không có trở ngại gì, chỉ là do quá mệt mỏi nên chân khí hao tổn gần hết. Ừm, đợi Lê Văn Vân tỉnh lại rồi, sau khi hồi phục chân khí, chúng ta sẽ đánh trực diện tới chiến trường kia. Tất cả tiêm quỷ khu 46 đều đã được dọn sạch. Hiển nhiên, Hoàng Thi Kỳ đang báo cáo tình hình bên phía anh cho Trác Nhất Minh hoặc Phương Hồng. Lê Văn Vân nghe đến đó, lòng mới cảm thấy yên tâm hơn chút, tiêm quỷ đỏ đã bị quét sạch. Bên khu 46 kia chỉ còn lại mấy con tiêm quỷ màu xanh lam, những đội quân tinh nhuệ khác có thể xử lý dễ dàng rồi. Có điều, lần này tổn thất khá nặng, đặc biệt là những người bình thường, không biết đã chết bao nhiêu người. Hiện tại Lê Văn Vân vẫn chưa thống kê được, hơn nữa lúc sau còn phải trần an những người còn sống sót và biết đến sự tồn tại của tiêm quỷ. Nói về sự tồn tại của tiêm quỷ, người gác đêm vẫn luôn che giấu sự tồn tại của tiêm quỷ, bọn họ tận lực lén giải quyết các tiêm quỷ để ít nhất những người bình thường vẫn được sống và làm việc trong bình yên vui vẻ. Đây là chức trách của người gác đêm, những người bình thường đó không hề biết đến sự tồn tại của người gác đêm, và cũng không biết người gác đêm đang âm thầm, yên lặng bảo vệ thế giới này. Lê Văn Vân khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía giường bệnh bên cạnh, vừa nhìn thoáng qua, anh giật mình hoảng sợ. Trên chiếc giường bệnh bên cạnh, người kia trừng lớn đôi mắt, anh ta nhìn Lê Văn Vân, nét mặt trông có phần ngạo nghế. Con mẹ nó, Cậu chừng mắt nhìn tôi làm cái gì? Lê Văn Vân bất lực nói. Tất nhiên, người này chính là Lữ Dương, lúc này anh ta bị trói hệt như một cái xác ướp, nằm liệt trên giường bệnh, đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Hừ, giờ ông đây đã là siêu cấp rồi, không bao lâu nữa tôi chắc chắn sẽ lợi hại hơn anh. Từ trong giọng nói của Lữ Dương có thể nghe ra được sự suy yếu, xem ra anh ta bị thương rất nặng. Có điều, bị thương nhẹ hay bị thương nặng thì khí thế của anh ta không hề thua lúc trước nửa điểm anh chỉ lớn hơn tôi có mấy tuổi mà thôi tôi thành người gác đêm số không nhanh hơn anh nhìn hiện tại mà xem tốc độ thành siêu cấp của tôi cũng nhanh hơn anh tương lai vượt xa anh chắc chắn là một chuyện hết sức hiển nhiên lữ dương nói với vẻ ngạo nghễ lê văn vân thật sự cạn lời mở miệng nói tùy cậu nghĩ anh đừng có tỏ vẻ khinh thường như vậy điều tôi nói là sự thật đúng là hiện tại tôi chưa phải đối thủ của anh nhưng sau này anh nhất định sẽ không lợi hại bằng tôi anh đã nhìn thấy chiêu thức tôi tự nghĩ ra đó chưa tập trung toàn bộ chân khí mình sở hữu lại một điểm tôi nói cho anh biết người bình thường căn bản không thể học theo đâu lữ dương nói với vẻ ngạo nghễ tôi cũng đã đạt tới trạng thái đỉnh cấp trong lúc chiến đấu đột phá lên siêu cấp đường lia thương cuối cùng anh có thấy chưa tôi đã chọc thủng thận của ảnh từ đó quả không hổ là tôi mà cậu chính là người chọc thận vĩ đại nhỉ lê văn vân cười như không cười nhìn anh ta hỏi phụt, Lữ Dương nói một câu, sau đó dường như miệng vết thương bị kéo căng, mặt bày ra biểu cảm nhe răng trợn mắt, bĩu môi nói, anh đang đố kỵ với sự tài hoa của tôi, dẫu sao thì cái chiêu thức đỉnh cấp kiểu này, không phải chiêu thức mà người bình thường có thể sáng tạo ra, chỉ có những người tài năng trời ban như tôi mới có thể sáng tạo được, chưa kể, số người sử dụng được nó tính ra cũng chỉ vài mống. Thời điểm bọn họ đang nói chuyện, cửa phòng đột nhiên mở ra, Hoàng Thi Kỳ đi từ bên ngoài vào, sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta mới dám thở phào một hơi nói xem ra các người đã tỉnh rồi những người khác đâu lê văn vân hỏi đã nghỉ ngơi hết rồi người của hồng nguyệt tạm thời đang bị giam giữ hoàng thi kỳ nói hiện bà loan đã bị đưa đến chỗ ông cụ dường như ông cụ có chuyện gì đó muốn nói với bà loan thì phải được rồi tỷ lệ thương vong lần này đã thống kê ra hết chưa lê văn vân hỏi nói tới đây sắc mặt Hoàng Thi Kỳ tối sầm lại, ánh mắt Lữ Dương cũng hướng về phía Hoàng Thi Kỳ. Hoàng Thi Kỳ thở dài một hơi, sau đó nói tỷ lệ thương vong rất cao, tiểu đội đội quân xung kích của chúng ta bên này, có 14 người hy sinh, và những du mục bên khu 46, tỷ lệ người bị thương và chết rất nhiều, tổng cộng có hơn một vạn người tử vong, số người còn sống sót cực kỳ ít. Nghe thấy lời này, trong lòng Lê Văn Vân thở dài, anh nói, đây là do sự thất trách của chúng ta, vậy còn hai đứa nhóc kia thì sao? cũng đang trú tạm bên trong chỗ rừng chân này, cô bé thì vẫn ổn, tuổi còn nhỏ nên không hiểu rõ chuyện xảy ra, lúc nào cũng bám dính bên cạnh anh mình, còn cậu thiếp mộc nhĩ kia thì vẫn không ngừng khóc. Hoàng thi kỳ thở dài một hơi, sống trong thời đại hòa bình này mà vẫn phải gặp cảnh đau thương như vậy, thật sự khiến lòng người sinh cảm giác khó chịu, hơn nữa hai đứa nhỏ vẫn còn ít tuổi mà đã gặp phải tình huống tồi tệ này rồi. Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi. Hoàng Thi Kỳ vội vàng hỏi, còn anh thì sao rồi, anh lại sử dụng tần tử cuồng dũng. Lê Văn Vân cười cười nói, tôi vẫn cảm thấy ổn, chỉ là cơ thể có chút suy yếu hơn mà thôi, hơn nữa chân khí trong cơ thể, dường như đã bắt đầu khôi phục lại từ từ rồi, không biết rốt cuộc tình huống này là như nào nữa. Chẳng lẽ đối với anh, tần tử cuồng dũng không để lại bất cứ di chứng gì sao? Hoàng Thi Kỳ kinh ngạc hỏi. Lê Văn Vân lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, cảm giác từ sau lần trước, cơ thể của tôi đã có sự thay đổi nhẹ, hơn nữa thời khắc cuối cùng lúc chiến đấu với quỷ đỏ, cơ thể tôi cũng có chút quái dị thì phải, từ sau khi cơ thể mình hấp thụ xương cốt, tôi luôn cảm thấy dường như cơ thể mình đang tiến hành biến hóa theo chiều hướng nào đó, không chỉ là về mặt thể chất không thôi. Dù sao thì biến thành lợi hại hơn là được, Hoàng Thi Kỳ cười nói, đúng rồi, đợi sau khi anh khôi phục, chúng ta hãy tới dãy núi Aspen kia đi. Lê Văn Vân gật gật đầu nói, trước tiên cô đỡ tôi đứng lên đã, tôi muốn tới xem hai đứa nhóc kia. Hoàng thi kỳ nhíu mày nói, trước mắt anh cứ nghỉ ngơi thêm đi đã. Không sao đâu, mấy vết thương trên cơ thể này của tôi không nguy hiểm gì đến tính mạng, với tôi mà nói nó chẳng là gì cả. Tôi thật sự không yên lòng về hai đứa nhóc kia, Lê Văn Vân chậm rãi nói. Hoàng thi kỳ nghe Lê Văn Vân nói vậy, cô ta cũng chỉ gật gật đầu, vậy thì được thôi, tôi đưa anh qua đó. Audio điện tử võ tấn bền